Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn thân yêu nha. Ngày hôm nay thì Quang Trường đi lắp cho một chú rất là gần showroom của Trường Thành Audio. Đã qua mua một bộ micro Vatasa V8 Plus và bộ micro này thì kèm theo cả pin sạc luôn nha quý vị. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng với Quang Trường chúng ta đi lắp và test thử thực tế cái chất âm của cái bộ micro Vatasa V8 Plus này nha. Đi luôn. Chúng ta đi gần nhưng mà đi xe máy đi nha quý vị. Đi xe máy thôi. Đường số 85. Thì quý vị là rất là gần với Trường Thành Euro nha quý vị. Nhà chú ở rất gần đây thôi. Chú có qua Trường Thành 1-2 lần rồi và đã tin tưởng và lựa chọn cái bộ dàn bộ micro không dây này. Nhà chú là nhà số 14 nha quý vị. Số 16 đây rồi. Đây là số bao nhiêu đây? Số 14 đây rồi. Thưa quý vị là Quang Trường đến nơi rồi nha. Chắc là chú đang xuống đi, mọi người theo Quang Trường lên để lắp cho chú luôn. Vâng, con chào chú. Cái bộ dàn mình à đây hả chú? Vâng. Để con lắp luôn cho chú luôn. Để lắp luôn. Dạ ạ. Oh, chú cầm luôn con này. Tí còn đỡ quên. Chú cắm qua ổ cắm này thì chú bật công tắc. Dạ ạ, để con thay luôn cái bộ mới này vào, con bỏ cái đấy ra chứ là được. Đây, thưa quý vị là bộ micro Vatasa V8 Plus rất là đẹp nha quý vị. Tiếng rất là hay và khả năng chống rú rất là tốt. Cái đấy bỏ ra chú ạ, cái đấy bỏ ra ngoài. Bỏ ra thôi. Vâng, đó. Ui, chú lâu lắm rồi nhỉ. Gu đi. Thôi cái này để ở ngoài. Từ cái đó mới cái này mình chứ. Dạ ạ. Đây, cái này nó đi theo noa, nó theo cái bộ này. Dạ ạ. Giờ công nghệ 4.0 nữa. Khách hàng giờ chủ yếu bên căn bán qua. Cái đầu này ý, thở đúng không? Dạ, cái này thì thực ra. Đây, con rút cái là ra đây mà. Ừ. Cái kia thay vào là xong. Ừ. Chú cất cái cũ này đi. Cái vâng. Có này thì nó chống lăn, nó không lăn. Ừ. Dạ. Vâng. Lâu lắm rồi. Đây ông đứt đưa thay cho nó sửa nó ấy này. Dạ, dạ. Khỏe cũng đứt không được. Đúng rồi, nó cũ nó quá rồi. Thôi chú cứ thay bộ mới hát cho nó sướng. À, quý vị có thể nhìn rằng là trước kia thì cái bộ này của chú Lợi là chú mua khá lâu rồi nhá quý vị. Một cặp loa JBL ZM10 bát 25 vẫn còn rất là đẹp như quý vị. Quý vị có thể nhìn rõ 10 năm nhưng mà chất lượng loa của chú vẫn còn rất tốt. Thưa quý vị các bạn, là khi mua một bộ micro thương hiệu Vatasa V8 Plus này thì sẽ kèm theo hai đôi pin sạc nha quý vị và một bộ sạc 4. Cho nên là khi về chúng ta sử dụng là gần như không cần phải mua thêm bất kỳ một thiết bị nào nữa. Mỗi một lần sạc thì quý vị dùng được từ khoảng 5 đến 6 giờ đồng hồ nha. Mức sử dụng pin dung lượng rất là lớn, 3000 mAh. Đó. Cực kỳ lớn luôn. Mỗi một lần sạc thì chúng ta sẽ sử dụng trong thời gian khoảng từ 5 đến 6 giờ đồng hồ. Alo, alo, 1, 2, 2, 5, 6, 6, 7, alo, alo, 1, 2, 2, 5, 6, 6, 7, alo, alo. To nhỏ chú tùy chỉnh ở đây con nhé, chú dùng quen rồi nhé. Alo, 2, 6, 7, alo. Đấy, tiếng này nó chống rú rất tốt chú này. Ví như con chỉnh này con để hai mic ở rất là gần loa chú như này. Nhưng mà nó không rú. Quý vị có thể nhìn thấy rằng là khả năng chống rú của mic Vatasa V8 Plus rất là tốt nha. Đây, Quang Trường đang đứng rất gần loa, có thể cách khoảng 2-30 phân. Alo, 2, 6, 7, alo, alo, 2, 6, 7, alo. Thưa quý vị là khả năng chống rú cực kỳ tốt luôn. Đó. Thì những cái mức này của chú gần như chú hát quen rồi thì cứ để như này thôi. Cân bằng như này là đúng rồi. Alo, 2, 6, 7, alo, alo, 2, 6, 7, alo. Em đi mau theo chế mà em qua bên
Thế vậy là chúng tôi đã trải qua hai cặp đôi ngày hôm nay, cái giám chủ quan tâm gì? Còn chú ấn cho cái này nó thụt vào cái này, chú hát karaoke trên YouTube. Đó. Chỉnh cái hệ nó riêng cho chú, bởi vì TV chú nó như vậy. Ừ. Đó. Nhưng phải bấm cái này mới được hả? Đúng rồi, chú phải bấm này mới được. Bấm cái đây gì? Đấy, chú bấm vào đấy. Chú thực hành luôn đi chú ạ. Lúc nào con về chú cũng dùng được. Chú nhớ nhá, khi nào chú hát ở trên YouTube TV ấy thì chú bấm vào xuống cho con. Dạ. Còn không có cái TV thì mà. Khi nào chú nghe TV ra loa này thì chú lại bấm cho nó nảy ra. Bởi vì đây nó là cổng A cổng B thì con chia chú hai cái tín hiệu khác nhau. Mỗi tín hiệu nó một cổng. Đó, mở ra thì là TV. Dạ dạ. Quý vị có thể cảm nhận thấy rằng là cái tiếng micro Vatasa V8 Pro Root rất là nhẹ thì quý vị chống ú rất là tốt. Với cái cặp loa JBL giờ mà người của chú mua cũng được khoảng 10 năm rồi. Và chiếc âm ly này được bao nhiêu năm chứ nhỉ? Chú mua cùng đợt đấy. À, chú mua cùng đợt được khoảng 10 năm rồi nha quý vị. 10 năm rồi, nhưng mà khi chỉ cần quý vị nâng cấp lên một bộ micro tốt một chút thôi. Ví dụ như bộ Vatasa này quý vị có thể cảm nhận này. Alice yếu rất là nhẹ nha. Chỉ cần quan trường để cách khoảng 15-20cm. Nhưng mà loa vẫn bắt ra, micro bắt ra rất là tốt. Lê 267 có thể cảm nhận được đúng không ạ? Tiếng cực kỳ là hay luôn. Thưa quý vị, là vừa rồi Quang Trường đã lắp xong cho chú một bộ micro thương hiệu Vatasa V8 Plus. Quý vị nhớ đăng ký kênh, subscribe, share kênh ủng hộ Trường Thành Audio nha, để cập nhật được nhiều sản phẩm hơn nữa, khuyến mãi hàng tuần, hàng tháng.
thì quý vị nhớ truy cập vào website của Trường Thành Euro là trườngthanhaudio.com và fanpage Facebook là Facebook của Trường Thành nha. Thưa quý vị nhớ liên hệ qua hotline của Trường Thành Euro là 0817365555 và 0586798888. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.